Vừa qua, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản tại phòng giao dịch Phước Đông, chi nhánh ngân hàng Vietinbank, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Khi bắt giữ 3 đối tượng, Công an huyện còn thu giữ được tang vật gồm 2 khẩu súng rulo, 73 viên đạn đầu màu đen, 14 viên đạn đầu màu vàng, 13 vỏ đạn, 2 mô tô, 3 điện thoại di động và một số tang vật khác. Theo điều tra, các đối tượng mang theo 2 khẩu súng đến ngân hàng Vietinbank, chĩa súng vào bảo vệ khống chế, vào phòng giao dịch nhưng do có nhiều khách hàng, không thể thực hiện hành vi cướp tài sản nên ra ngoài tẩu thoát.